Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh có kế hoạch xét xử sơ thẩm vụ án Sở Y tế Bắc Ninh và công ty AIC vi phạm quy định đấu thầu từ ngày 29 tới 31 tháng này. Một trong số 13 bị cáo là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, sẽ bị xử vắng mặt về tội danh đưa hối lộ vì bà vẫn đang lẫn trốn giữa lệnh truy nã. Truyền thông nhà nước nói, khi còn là cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, từ năm 2014 tới năm 2020, bà Nhàn nhiều lần gặp ông Nguyễn Nhân Chiến lúc còn giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh và đưa hối lộ tổng cộng 13 tỷ đồng để được một số gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại bệnh viện trong tỉnh. Bà Nhàn được cho là đã bỏ trốn khỏi nước vào khoảng đầu năm 2022. Bà bị Việt Nam truy tố vì vai trò trong năm vụ án khác nhau, trong đó cá nhân bà, AIC và các bên liên quan bị cáo buộc đã vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa kéo dài 3 ngày cuối tháng 10 ở Bắc Ninh là lần thứ tư bà bị xử vắng mặt về tội danh đưa hối lộ. Trong 3 phiên tòa trước đây, bà bị tuyên tổng cộng 30 năm tù vì sai phạm trong những dự án liên quan tới hai bệnh viện ở Đồng Nai, Quảng Ninh và một trung tâm công nghệ sinh học ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Nhàn 55 tuổi, được cho là từng đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ mua võ khí từ nhiều quốc gia cho quân đội Việt Nam, bên cạnh các hoạt động bề nổi là điều hành AIC, làm dịch vụ xuất khẩu lao động và tham gia các dự án xây dựng trong nước giới am hiểu chính trị việt nam cho rằng bà có mối quan hệ mật thiết với một số quan chức cấp chính phủ là một nhân vật chủ chốt trong vụ án xảy ra ở quảng ninh cùng lúc ông phạm minh chính là lãnh đạo tỉnh trước khi ông trở thành thủ tướng vì vậy nếu bà bị bắt có thể làm thay đổi cục diện của nhóm tứ trụ lãnh đạo cao nhất của đất nước tâm nhân quyền, Raoul Wallenberg kêu gọi chính phủ Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 14 quan chức và hai cơ quan chính phủ Việt Nam do vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm việc đàn áp xuyên quốc gia. Với tư cách là đồng chủ tịch liên minh trừng phạt theo đạo luật Malinsky toàn cầu, Trung tâm Nhân quyền Rowan Wallenberg vừa đệ trình một khuyến nghị trừng phạt toàn diện lên Bộ Ngoại giao Canada, kêu gọi trừng phạt 16 pháp nhân Việt Nam vi phạm nhân quyền. Bà Kimberly Lenz, điều phối viên của Trung tâm Nhân quyền Rowan Wallenberg, nói với VOA. Danh sách này bao gồm các quan chức cấp cao, các quan chức cấp trung và cấp thấp thuộc nhiều cấp độ khác nhau, đặc biệt là trong Bộ Công an cũng như ngành tư pháp đã vi phạm nhân quyền trắng trợn. Thông cáo của Trung tâm Nhân quyền Rowan Wallenberg trong tháng này cho biết, báo cáo của họ nêu bật những hành vi vi phạm nghiêm trọng, bao gồm giết hại và giam giữ tùy tiện, đàn áp xuyên quốc gia, tra tấn và đàn áp các quyền tự do cơ bản tại Việt Nam. Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi yêu cầu bình luận của đại VOA. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Canada, Clemens Creevey, nói những đề trình này được xem xét cẩn thận như một phần của quá trình xem xét và phân tích liên tục của Bộ, và rằng Canada hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để đảm bảo các biện pháp của chúng tôi có tác động tối đa. Vào năm 2017, Canada thông qua đạo luật công lý cho nạn nhân của quan chức nước ngoài tham nhũng, còn được gọi là luật Sergei Magnitsky, để xử phạt các cá nhân nước ngoài chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng. Tương tự như những luật Magnitsky của các nước khác, luật này của Canada trừng phạt đối tượng vi phạm thông qua hình thức cấm nhập cảnh, phong tỏa tài sản. Đại diện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE hôm 29 tháng 10 cho biết muốn xây dựng trung tâm trung chuyển dự trữ dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu khu vực. Một ngày sau khi hai bên ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện, SIPA, mở đường cho mục tiêu thương mại song phương 20 tỷ đô la, theo truyền thông nhà nước. Đề xuất được Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ cao của UAE, Sultan Bin Ahmed Al-Jaber, đưa ra trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 29 tháng 10, khi ông chính thăm chính thức UAE và ký hiệp định thương mại tự do đầu tiên với một quốc gia Trung Đông. Bộ trưởng Sultan Bin Ahmed Al-Jaber, cũng là CEO của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi, cho biết UAE muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là về năng lượng như các dự án lọc dầu, khí hóa lỏng, điện gió, điện mặt trời, v.v. Thủ tướng chính nói, việc hợp tác khoa học công nghệ giữa đôi bên là không có giới hạn và đề nghị UAE hợp tác bằng các dự án cụ thể, bao gồm dự án xây dựng trung tâm trung chuyển dự trữ dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu. Theo các điều khoản của thỏa thuận SIPA vừa ký kết, UAE sẽ dần xóa bỏ thuế quan đối với 99% hàng xuất khẩu của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 98% hàng xuất khẩu của UAE, theo Reuters.